Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mấy chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Hiện tại bây giờ thì hậu duệ của cô hai đang có rất là nhiều cái chương trình để hoạt động về nghệ thuật. Và mới vừa đây thì Trường Sang, Tuyết Nhung, Duy Juno cũng giống như là Phạm Thiên Ngân cũng đã chia sẻ về cái hoạt động trong ngày 9 tháng 9 của năm 2022 sắp tới, là các em sẽ tổ chức một buổi offan vào lúc 18 giờ ở tại cà phê Vườn An Nhiên của quận 12. Và sẽ có rất là nhiều cái tiết mục văn nghệ để có thể giao lưu với quý vị khán giả tại nơi đây. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà muốn đến để có thể là tham dự cùng với lại bốn em thì chúng ta có thể là liên hệ và đặt lịch nhé. Mới vừa đây thì phía bên của chú Mạnh Quỳnh cũng đã chia sẻ một cái dòng trạng thái rất là vui, là chú ấy đã sáng tác ra một cái ca khúc mới. Và cái ca khúc này là dựa trên tất cả những cái gì mà chú ấy trải qua từ cái cuộc sống này. Và trong thời gian sắp tới thì cái ca khúc này sẽ được chú Mạnh Quỳnh cùng với lại bạn Trường Sang thể hiện để phục vụ cho tất cả quý cô chú anh chị em. Và có nhiều quý cô chú anh chị em lên tiếng hỏi rằng là tại vì sao những bài hát do chính chú Mạnh Quỳnh sáng tác, hậu duệ của cô hai lại không được hát mà chỉ có Trường Sang mới được hát thôi. Thì không phải rằng là cái câu chuyện này là người được hát hay là không được hát, mà tại vì hậu duệ của cô hai, ba người con gái cưng của cô ấy á, là cái tông nữ. Mà những cái bài hát của chú Mạnh Quỳnh thì nó còn rất là mới mẻ. Cho nên rằng là nếu như muốn hát á, thì các em phải có thời gian tập luyện khá là dài để các em có thể là thể hiện những cái ca khúc đó thật là thành công. Thời gian thì nó trôi qua rất là nhanh, mới đó mà cũng đã đến một năm của cô hai rồi. Chứ còn đúng có 12-13 ngày nữa thôi quý cô chú anh chị, thì sẽ diễn ra lễ tiểu tường của cô hai tại chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước. Và theo như cái thông tin từ phía bên ban tổ chức của chương trình cũng đã đưa ra, là nếu như quý cô chú anh chị em nào mà muốn đến để tham dự trong lễ tiểu tường của cô hai thì chúng ta có thể là đăng ký trước. Và cái vấn đề đăng ký ở đây là để cho tất cả quý cô chú anh chị em có được cái chỗ ngồi ổn định và không hề thu phí hay là bất cứ một cái điều gì cả. Chỉ cần là mọi người đến thắp nhang cho cô hai là tất cả những cái điều mà phía bên đại gia đình của cô hai rất là quý trọng rồi. Cho nên rằng á, những cái câu chuyện thiêu dệt bịa đặt ở bên ngoài thì chúng ta đừng có nên nghe. Và cho dù là quý cô chú anh chị em có đi bằng cái phương tiện riêng hoặc là chúng ta đi bằng phía bên ban tổ chức, người ta tổ chức ra một cái chiếc xe 45 chỗ đó quý cô chú anh chị, thì chúng ta cũng cần phải đăng ký trước. Vì đăng ký là để cho mọi người sắp xếp cái chỗ ngồi cho tất cả những vị khách đến tham dự trong cái lễ tiểu tường của cô hai. Quý nhà phải nói rõ ràng như thế này để cho nhiều quý cô chú anh chị em có thể là hiểu được cái vấn đề, hiểu được cái câu chuyện. Chứ có nhiều cái thông tin ở bên ngoài người ta nhiễu như người ta cứ nói rằng là lấy cái câu chuyện lễ tiểu tường của cô hai ra để có thể là kiếm chắc chuộc lợi đồ này nọ các kiểu. Đối với phía bên đại gia đình của cô hai, người ta đã từng từ chối 500 triệu đồng của chú Bầu là bởi vì người ta không coi trọng cái đồng tiền và người ta cần cái tình cảm nhiều hơn. Cho nên rằng là đối với những người mà chưa bao giờ hiểu được đại gia đình của cô hai sống về cái nghĩa tình như thế nào, cho dù là bỏ cả tỷ đồng để đưa đến cho họ, chưa chắc gì người ta đã nhận đâu nha quý cô chú anh chị. Cho nên rằng là tiền không phải là tất cả. Đôi lúc rằng là tiền trong cuộc sống nó rất là cần, nhưng có những thứ không thể nào đánh đổi bằng cái tình cảm của một đại gia đình dành cho nhau được. Cho nên cái đợt đó là chú Bầu chú cay cú cho đến tận bây giờ luôn đó quý cô chú anh chị. Cho nên á, tại thời điểm lúc đó chú đã chuyển sang cái chế độ được gọi là giúp đỡ cho anh Cờ được có 2-3 tháng là bây giờ biến mất dạng rồi đó. Bởi vì cái lẽ đó cho nên rằng là phía bên gia đình của cô hai đâu có thể nào mà nhận tiền từ cái người
mà đã từng thiêu dệt bịa đặt cho cô hai được. Bởi vì lẽ đó, người ta phớt lờ là cái điều dĩ nhiên rồi. Điều này cũng đã khẳng định chắc nịch rằng là đối với phía bên gia đình của cô hai, người ta không bao giờ lợi dụng vào cái tình thương của tất cả quý cô chú anh chị em, quý vị khán giả mà thương cô hai trong cái chặng đường 30 mấy năm vừa qua đâu. Cái danh dự, cái nhân cách của người ta nó còn cao hơn cái số tiền mà những cái người luôn thiêu dệt và bịa chuyện, nào là tiền này, nào là tiền kia. Với gia đình của cô hai không có giống như cái nhân vật idol của quý cô chú anh chị em mà đang làm đường lạc lối đâu. Cho nên rằng là mình đừng có từ bụng ta mà suy ra bụng người. Nếu như mà muốn bảo vệ cho idol của mình á, thì ít ra rằng là phải giúp cho idol của mình hiểu ra cái sự việc. Một người nghệ sĩ, một ngôi sao hạng A đi bằng cái danh tiếng nó khó muôn vàng, chứ đi bằng cái sự tai tiếng hay là bấu víu vào cái tên tuổi của cô hai, rồi dựa vào cái scandal này, rồi cứ bu bám mãi như vậy để có thể là nổi lên, thì ta nói rằng là chỉ có lình bình thôi, chứ có ngáp ngáp thôi, chứ tương lai làm sao mà có được. Các con của cô hai đó nói chi đâu xa đâu, các em đi biểu diễn ở khắp nơi, các em càng ngày có được nhiều cái show diễn mà bầu show người ta đánh giá các em cũng cao nữa, các em có được những cái hậu thuẫn vững chãi cực kỳ luôn, mà chưa bao giờ các em vỗ ngực xưng tên, tôi là ngôi sao hạng A, tôi là idol đồ này nọ các kiểu đâu, các em chưa hề luôn. Sống một cái cuộc sống rất là bình dị, sau những cái giờ hát là các em lại lao vào để có thể là phụ giúp cho gia đình, rồi cũng phải lao động để có thể là kiếm tiền. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là với những con người như vậy, với những nghệ sĩ như vậy thì chắc chắn rằng là họ sẽ thành công. Còn đừng có nên ai vua theo cô Hề làm gì. Ngày xưa mình ai vua theo cô Hề vì lúc đó cô Hề cũng còn là mình là mãi nghe. Chứ bây giờ cô Hề là một hiện tượng mạng hết thời rồi. Và bản thân của anh Cờ gieo ra cái tiếng xấu cho cái người ơn của mình cũng chỉ vì chạy theo 500 triệu đồng để có thể là hạ bệ, thiêu dệt, bịa chuyện biết bao nhiêu cái câu chuyện mà nói thật sự đến bây giờ cũng không thể nào mà ngờ được. Công nhận con người người ta chỉ cần có tiền là người ta có thể là đánh đổi luôn cả cái nhân phẩm, cái lương tri của mình. Bởi vì lẽ đó tương lai ở đâu mà có được, khó lắm. Bầu show người ta đã từng nói rất là rõ ràng là bản thân idol của quý vị không có tố chất của một người nghệ sĩ, từ ngoại hình lẫn tính cách cho đến cái năng lực, cái thực lực của anh ta cũng không hề có luôn. Thì thử hỏi rằng là có đứng vững được trên sự nghiệp ca hát không? Bây giờ á, cái thị trường âm nhạc á, nó đông đảo lắm, mà có rất là nhiều người, người ta nổi trội, giọng hát người ta quá là hay, người ta có tố chất đầy đủ của một người nghệ sĩ, một ngôi sao, mà người ta còn chưa bén duyên được với nghề nữa. Chứ đừng có nói gì một cái người khập khiễng mà cứ đang ngồi chờ từng cái show diễn do người khác tổ chức, rồi mình được kẹp gà như vậy, tương lai và sự nghiệp nó đâu có đâu. Ví dụ như mà mình có thương idol của mình dữ quá hen, thì mình phải làm sao để mình giúp đỡ cho idol của mình, chứ không phải rằng là mình chạy đầu này mình chạy đầu kia để mình có thể là thiêu dệt bịa chuyện cho hết người này đến người nọ như vậy. Cái điều đó nó không có giúp cho idol của mình tốt lên, mà nó chỉ làm cho idol của mình càng ngày càng tụt lùi, và càng ngày càng chứng tỏ rằng là bản thân yếu hèn. Để khi nhìn thấy người khác mà có những cái bước đi vững chãi hơn mình, có được một cái sự nghiệp thăng tiến hơn mình, thì cảm thấy khó chịu, rồi đâm ra rằng là ganh tị với người ta, rồi tạo cái cớ này cớ nọ để thiêu dệt bịa chuyện cho người khác là không có hay đâu nghe. Cái tính đó là mình nên bỏ đi ha.
Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nha thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ.